Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, ngày 23 tháng Chạp âm lịch sẽ rơi vào thứ năm, ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch. Lễ cúng ông công ông táo về trời không cần tổ chức cầu kỳ nhưng cần phải trang trọng, chú đáo, thể hiện được tấm lòng của gia chủ. Vậy lễ cúng ông công ông táo cần những gì? Bài khấn và thời gian cúng ông công ông táo như thế nào để mang lại may mắn và tài lộc trong năm mới? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lễ vật cúng ông táo truyền thống gồm có một mũ ông công ba cỗ hay ba chiếc, hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông táo thì có hai cánh buồm, mũ dành cho các ông táo thì có hai cánh chuồn, mũ táo bà thì không có cánh chuồn. Nhiều người chỉ cúng một cỗ mũ ông công có hai cánh chuồn để tượng trưng. Hai cá chép Tượng trưng cho phương tiện di chuyển của ông công ông táo, bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc cá chép thật đều được. Thường ở miền Bắc, người ta còn cúng một con cá chép sống thả trong chậu nước, ngụ ý là cá chép hóa rồng. Nhưng tại Nam Bộ, thường dùng cá chép giấy nhiều hơn. Thứ ba, tiền vàng. Thứ tư, một chiếc áo. Thứ năm, một đôi hài bằng giấy. Tùy theo từng gia đình, ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm lễ mặn với xôi gà, chân giò luộc, các món nấu nấm, măng hay lễ chay với trầu cau, hoa quả, giấy vàng giấy bạc để tiễn táo quân. Mâm cúng ông táo cơ bản bao gồm thịt heo luộc, gà luộc hoặc quay, đĩa rau xào, hành muối, xôi gấc, giò heo, canh mọc, cá chép nướng, ở miền Nam thường cúng cá lóc nướng trái cây tươi, trà rượu, cau trầu. Ngày nay, mâm cỗ cúng ông Táo được đơn giản khá nhiều. Không bắt buộc phải đầy đủ tất cả các món như mâm cỗ truyền thống. Chủ yếu phụ thuộc vào văn hóa vùng miền, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, khẩu vị của mỗi gia đình. Nếu gia đình nào không có điều kiện, chỉ cần làm mâm cúng đơn giản 3 món là đã được rồi. Đặc biệt là mỗi miền thì còn có mâm cúng ông Táo riêng các món ăn được cúng trong ngày ông công ông táo ngoài ra thì mâm cỗ cúng ông táo cần được đặt trang trọng ở vị trí bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ ông táo riêng để bày tỏ lòng thành kính nguồn gốc và sự tích của lễ cúng ông táo được lưu truyền dưới nhiều dạng câu chuyện khác nhau theo người xưa truyền lại thì táo quân là vua bếp gồm có táo bà và hai táo ông họ cũng chính là vị thần quyết định phúc đức của gia đình Theo các chuyên gia phong thủy, lễ cúng ông Táo cần phải được thực hiện trước khi ông Táo bay về trời báo cáo Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Sau khi bày lễ, thắp hương và đọc văn khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa, lễ tả rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao hồ sông suối để chở ông Táo lên trầu trời. Việc lập bàn thờ ông Táo đúng cách không chỉ mang lại cho gia đình nhiều may mắn mà còn giúp cho gia chủ thu hút nhiều tài lộc về cho gia đình. Lập bàn thờ ông công ông Táo không đúng cách, sắp xếp theo cảm tính dễ dẫn đến việc bị lập sai và lập thiếu đồ, khiến ảnh hưởng đến công danh, tài lộc cũng như sự nghiệp của gia chủ. 1. Chọn nơi đặt bàn thờ ông Táo. Bàn thờ ông Táo quân cần được đặt ở trong khu vực bếp của nhà bạn vì vậy bạn cần phải chọn một khu vực bên trong phòng bếp nhà bạn thật sạch sẽ trang nghiêm tốt nhất là nên lựa chọn chỗ đặt lễ thật cao giáo bên trên bếp nhà bạn và tránh không nên đặt bàn thờ gần những chỗ khu bồn rửa bát hay là khu đựng rác nên sắp xếp bàn thờ theo những hướng tốt để giúp gia chủ và những thành viên trong gia đình có nhiều vượng khí giúp sức khỏe an khang cuộc sống ấm no có thể lựa chọn một trong các hướng tốt sau để đặt. Đặt bàn thờ ông Táo Quân theo hướng Đông Bắc, công việc gia chủ luôn được suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió, nhanh được thăng tiến và phát đạt, về đường công danh, nhanh chóng phát tài. Đặt bàn thờ Táo Quân theo hướng Tây, gia đình càng thêm hạnh phúc, thịnh vượng, không bị bệnh tật, tăng thêm tiền tài. Đặt bàn thờ Táo Quân theo hướng Tây Nam, gia chủ được quý nhân phù trợ, thuận lợi về đường con cái, thường gặp may mắn. Đặt ban thờ táo quân theo hướng Tây Bắc, gia đình sinh sống hòa thuận, sung túc, bền lâu. 2. Chọn kệ bàn thờ Bàn thờ ông Công, ông Táo cần phải lựa chọn cẩn thận với chất liệu bền bỉ, không được cong, vênh hay dễ bị hư. Vì vậy nên chọn chất liệu tốt nhất là làm bằng gỗ thịt hoặc là xây cẩn thận bằng bê tông. Đây là bước cực kỳ quan trọng vì nếu đặt sai những món đồ kỵ nhau sẽ gây ra ảnh hưởng đến vượng khí và sức khỏe cho cả gia đình. Vì vậy cần phải sắm đầy đủ các đồ lễ cần thiết để đặt trên bàn thờ, bao gồm bài vị táo quân, bát nhang, bình hoa, đĩa đựng trái cây, bộ ba chén nước, bình đựng nhang Vừa rồi là những thông tin và cách thức để tiễn ông công ông táo về trầu trời để mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Để quý vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như nguồn gốc của ngày cúng ông công ông táo, mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Có nhiều truyền thuyết được dân gian truyền lại về sự tích táo quân, trong đó phổ biến nhất là sự tích vua bếp được lưu truyền rộng rãi. Tuy nhiên câu chuyện này cũng có khá nhiều dị bản, một trong những tích của người Việt kể rằng Thị Nhi có chồng là trọng cao, tuy ăn ở mặn nồng tha thiết với nhau nhưng mãi không có con. Vì vậy dân gia trọng cao hay kiếm chuyện xô sát, gian vặt vợ. Một hôm chỉ vì một chuyện nhỏ, trọng cao gây thành chuyện lớn. Đánh Thị Nhi và đuổi đi. Thị Nhi bỏ nhà, lang thang đến một xứ khác và sau đó gặp Phạm Lang. Phải lòng nhau, hai người kết thành vợ chồng về phần trọng cao sau khi nguôi giận thì quá ân hận nhưng vợ đã bỏ đi xa rồi dây dứt và nhớ vợ quay quắt trọng cao lên đường tìm kiếm ngày này qua tháng nọ tìm mãi hết gạo hết tiền trọng cao phải làm kẻ ăn xin dọc đường cuối cùng may cho trọng cao tình cờ tìm xin ăn đúng nhà của thị nhi nhằm lúc phạm lang đi vắng thị nhi sớm nhận ra người hành khất đúng là người chồng cũ nàng mời vào nhà nấu cơm mời trọng cao đúng lúc đó phạm lang trở về thị nhi sợ chồng nghi oan nên giấu trọng cao dưới đống dơm sau nhà chẳng may phạm lang về nhà lấy cho bón ruộng nhưng không có bèn nổi lửa đốt đống dơm để lấy cho bón ruộng thấy lửa cháy thị nhi lao mình vào cứu trọng cao ra thấy thị nhi nhảy vào đống lửa phạm lang thương vợ cũng nhảy theo cả ba đều chết trong đám lửa ngọc hoàng thương tình thấy ba người sống có nghĩa có tình nên phong cho làm vua bếp hay còn gọi là định phúc táo quân và giao cho người chồng mới là thổ công trông coi việc trong bếp người chồng cũ là thổ địa trông coi việc trong nhà còn người vợ là thổ kỳ trông coi việc chợ búa Không những định đoạt cát hung, phước đức cho gia đình, phước đức từ những việc làm đúng theo đạo lý của gia chủ và những người trong nhà, các vị táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi người trong nhà. Ngoài ra, theo học phái Lão Tử, ông công là một vị thần trông coi việc thiện ác của từng gia đình để cuối năm lên Tàu Ngọc Hoàng. Người dân thành kính phụng thờ, tin tưởng thần lực của các vị táo quân họ thường nghĩ đến táo quân khi trong nhà có việc không suôn sẻ thường ngày táo quân ghi lại những công tội tốt xấu của mọi người để đến ngày trở về trời báo cáo với ngọc hoàng làm cơ sở để thưởng cho cái tốt và phạt cái xấu vì vậy để được táo quân phù trợ người ta thường làm lễ tiễn đưa ông táo về chầu trời rất trọng thể theo giáo sư Trần Ngọc Thêm, một năm mở đầu bằng Tết Nguyên đán và kết thúc bằng Tết Ông Công Ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp. Đến ngày 30 tháng Chạp, ông Táo trở về cùng gia đình bước vào năm mới. Như vậy, hệ thống lễ Tết làm thành một chu trình khép kín, âm dương chuyển hóa cho nhau. Ngoài ra, ông cũng lý giải về mối quan hệ giữa thổ công địa thần với ông bà tổ tiên nhân thần. Cụ thể, thổ công định đoạt phúc họa cho cả nhà nên là vị thần quan trọng nhất trong ông bà tổ tiên được tôn kính nhất. Để không làm mất lòng ai, người dân xếp cho tổ tiên ngự tại bàn thờ tôn kính nhất ở gian giữa. Còn thổ công ở gian bên trái, theo ngũ hành, bên trái, phương đông là nơi quan trọng thứ hai sau trung tâm. Tuy địa vị kém nhân thần, nhưng quyền lực của địa thần lại lớn hơn. Thổ công được coi là đệ nhất gia chi chủ Mỗi khi dỗ cha mẹ, người dân phải khấn thổ công trước rồi xin phép cho cha mẹ được về phối hưởng. Truyền thuyết kể lại rằng, hàng năm, Tào Quân được ông trời phái xuống trần gian, theo dõi và ghi chép những việc làm thiện ác của loài người. Sau đó, cứ vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, Tàu Quân lại cưỡi cá chép hóa rồng lên Thiên Đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để Thiên Đình định đoạt công tội, thưởng phạt, phân minh cho tất cả loài người. Đến đêm giao thừa, Tàu Quân mới trở lại Trần Gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình. Bởi thế, cứ đến ngày Tết ông công ông táo là người Việt lại làm lễ cúng cá chép người dân thường chuẩn bị hai hoặc ba con cá chép sống thả trong chậu nước cúng cùng với đồ lễ khác sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh ở sông ao hồ nghĩa là để đưa ông táo về trời ngoài ra trong tâm thức người việt cá vượt vũ môn hay cá chép hóa rồng còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa biểu tượng của tinh thần vượt khó sự kiên trì bền trí chinh phục tri chi thức để đi tới thành công biểu trưng cho nhân cách thanh cao tiềm ẩn hoặc hướng đến một kết quả tốt đẹp. Phóng sinh cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn thể hiện sự từ bi, quý báu của người Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về ngày cúng ông Công ông Táo hàng năm chỉ còn ít ngày nữa thôi là đã đến ngày cúng ông công ông táo. Dù bận đến mấy thì hy vọng rằng các bạn có thể dành thời gian để chuẩn bị và tiến ông công ông táo về châu trời. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.